phỏng vấn tuyển dụng luôn là một cuộc chiến không bao giờ có bên kết giữa ứng viên và các doanh nghiệp. Đặc biệt là với những đơn vị lớn, cuộc phỏng vấn của họ không bao giờ dễ chơi dừng lại ở mức biển sơ sinh việc và kỹ năng công tác. Bên cạnh những yêu cầu căn bản đó, nhà tuyển dụng đôi lúc còn có thể đưa ra những vấn đề lắt léo mà ứng viên buộc phải câu kết tư duy logic cùng với khả năng ứng biến, dựa trên nền tảng tri thức, để có thể đưa ra câu trả lời xác đáng nhất. Thông thường, những câu hỏi tình huống như vậy sẽ không có một đáp án hoàn toàn đúng đắn nào cả. Thay vào đó, chính nhà tuyển dụng sẽ cho ứng viên cơ hội để chứng minh câu trả lời của mình có đủ sức thuyết phục người khác hay không. Chính vì thế, trong mỗi cuộc phỏng vấn, không phải hễ đạt đủ tiêu chuẩn đã là chiến thắng. Câu chuyện phỏng vấn sau đây chính là một ví dụ gần giống như thế. Tiểu Liên là một học sinh giỏi xuất sắc của chuyên ngành kỹ thuật trong một trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước. Sau khi tốt nghiệp và bước vào đoạn đường tìm kiếm việc làm, cô chưa bao giờ cảm thấy gian khổ hay kinh hoảng trước mỗi cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Tuy nhiên, do chưa tìm được vị trí phù hợp với khả năng của mình, sau một khoảng thời gian, Tiểu Liên vẫn chưa thể tìm được công việc ưng ý. Đến một ngày, trong quá trình phỏng vấn tại một doanh nghiệp công nghệ đứng toa đầu thành phố, lần đầu tiên, Tiểu Liên cảm thấy rất hưng phấn khi đương đầu với đề khó mà người phỏng vấn đưa ra. Tại vòng thứ ba của cuộc thi, những người đã thông qua hai bài kiểm tra khả năng trước đó được quản lý nhân sự trực tiếp đưa ra câu hỏi, trong một chiếc ô tô đang di chuyển có một chú chim, liệu chú chim đó có làm đổi mới trọng lượng của ô tô hay không? Ngay khi vừa nghe, Tiểu Liên đã có suy nghĩ, đây không phải là vấn đề vật lý à, tại sao một công ty công nghệ lại đưa ra câu hỏi dành cho học sinh trung học như thế này? Chắc chắn nó không hề dễ chơi như mình nghĩ. Trong lúc cô còn đang tập trung suy nghĩ, một ứng viên nam khác đã nhanh nhẹn đứng dậy trả lời, vấn đề này không có gì khó cả. Chúng ta nên coi ô tô và chú chim đó là một chỉnh thể hoàn tất, có một trọng lượng toàn cục nhất định. Bất kể con chim đó đậu hay bay, trọng lượng của toàn cục cũng sẽ không đổi mới. Sau đó, câu trả lời của ứng viên thứ hai lại là, trước kia tôi đã từng nuôi chim. Mỗi lần xắt lồng chim lên, nếu con chim đang bay, thì lồng sẽ nhẹ đi một chút. Do đó, khi mà con chim đậu trên xe ô tô có thể làm trọng lượng ô tô tăng lên. Nhưng nếu chú chim nhỏ đang bay, không đậu tại bất kỳ mặt phẳng nào, có lẽ trọng lượng của ô tô sẽ nhẹ đi một chút. Đến lượt Tiểu Liên trả lời, cô dừng lại vài giây để sắp xếp suy nghĩ của mình, sau đó không lập tức đưa ra câu thành quả mà chỉ từ từ phân tích. Đầu tiên tôi đặt ra tình huống khoang xe đóng kín đáo, như thế, chú chim bên trong chiếc ô tô cũng là một bộ phận của chính chiếc ô tô đó. Đó là một chỉnh thể mà trong đó, sự đổi mới của hình dạng sẽ không làm đổi mới đến trọng lượng của chiếc xe, bất kể là khi đó chú chim ở trong trạng thái bay hay giãn động. Thứ hai, nếu tôi đặt thêm trường hợp là cửa sổ xe không đóng kín đáo, có điều đình không khí với bên ngoài, tức là có chịu công dụng từ lực gió. Như vậy, trọng lượng của ô tô có thể sẽ có sự đổi mới khá nhỏ tùy theo hướng gió. Thế nhưng, khi cửa sổ xe được đóng lại, hoạt động bay của chú chim cũng có thể phát triển được tác động tương đương với lực gió. Nếu chú chim bay về phía trên, phụ thuộc phản lực và lực tác động, có thể trọng lượng của ô tô sẽ tăng lên và ngược lại. Nếu chú chim bay xuống phía dưới, có thể trọng lượng ô tô sẽ giảm xuống. Thông qua câu trả lời này, đơn vị tuyển dụng đã đánh rét mức Tiểu Liên có lối tư duy khá kín đáo kẻ, biết phân tích nhiều mặt của vấn đề để đưa ra được giải pháp hoàn toàn nhất có thể. Vị quản lý nhân sự đã nhận xét rằng, khi đưa ra câu hỏi này, tôi không nhiệt tình đến đáp án của game thủ có đúng đắn hay không, thực ra tôi cũng không am hiểu vật lý lắm đâu. Ông cười, rồi tiếp tục, cái quan trọng nhất là phương pháp suy nghĩ và cách lập luận mà các gamer thủ sẽ biểu lộ trong tình huống không được chuẩn bị trước. Và những gì mà cô gái này biểu lộ thế hệ là điều phù hợp mà chúng tôi tìm kiếm cho vị trí này.